Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Thế nào, còn chịu được không? Ơi, đoàn thợ săn xích tùng của chúng tôi ở trên quốc tế cũng xem như là hạng nhất rồi. Không ngờ khi gặp phải Ngân Nguyệt Thái Thản lại không thể nào có lực đánh nhau. Còn hạ nhiều anh em như vậy bị thiệt mạng. Lần này cảm ơn các cậu đã ra tay giúp đỡ. Những kỵ sĩ kia chỉ no tìm Thái Thản cự nhân, căn bản không quan tâm đến sự sống chết của những người chúng tôi. Các người bị thương nặng như vậy, nhanh chóng quay về trị thương đi. Hai vị huynh đệ kia sau này gặp lại, đoàn thợ săn xích tùng của chúng tôi nợ các cậu một ân tình. Sau này nếu cần chúng tôi đến, nếu cần dùng đến chúng thì cứ nói. Không bắt được Thái Thản cự nhân, công kích của Ngân Nguyệt Thái Thản kia trực tiếp tạo thành hủy hoại với vị diện. Vị diện một khi xuất hiện ra chỗ hở, phòng ngự có dày cỡ nào cũng đều bị xé nát. Cho dù tôi sử dụng toàn lực cũng không thể nào ngăn chặn lại được. Lẽ nào không có cách nào chống lại nữa sao? Cái này à, cậu để tôi suy nghĩ một chút. Uống rượu, cách thì sẽ có thôi, mọi người đừng vội. Nào, uống ly rượu mật rắn này đi, bổ thận. Cơ thể của tôi suy yếu, không phải là thận yếu. Các vị nghe tôi nói, vừa nãy nhận được một tin tốt. Tin tốt gì vậy? Người của Isachi Điện Hạ giết chết một con Ngân Nguyệt Thái Thản rồi. Thật sao? Cái gì? Lẽ nào tên đó lại thật sự giết Ngân Nguyệt Thái Thản rồi sao? Đây không phải là chuyện đáng để Bích Hải Thành Bang chúng ta chúc mừng hay sao? Nào, mọi người hãy cùng nhau cạn đi. Nói ra, rốt cuộc là vị dũng sĩ nào đã đánh bại Ngân Nguyệt Thái Thản vậy? Tôi nghe nói đoàn thợ săn xích tùng 50 thành viên chỉ có 4-5 người sống sót quay lại. Là Torut, Torut lợi hại như vậy sao? Nào nào nào, mọi người hãy kính vị dũng sĩ này một nỉ. Này này, mấy người các cậu, vừa nãy kính Isachi Điện Hạ các cậu không dơ lên cạn, không dơ ly lên cạn cùng uống, bây giờ lại không kính dũng sĩ là có ý gì vậy? Đại ca, tôi kính anh một nỉ, như vậy còn được chứ? Nhanh như vậy đã giải quyết được Ngân Nguyệt Thái Thản rồi sao? Xem ra tô rút quả thật không phải là thứ tầm thường. Cho nên mới nói, vẫn phải nhờ vào Ichisa Điện Hạ. Trước đây khi cô ta quản lý thần miếu Patheon, chưa bao giờ xuất hiện ra chuyện như vậy. Bây giờ lại biến thành mấy thánh nữ đấu nữa. Đấu đến đấu lui, thật đúng là khiến người khác thấy phản cảm. Lòng dân trong chốc nát đã bị Ichisa lôi kéo rồi, chúng ta còn không lấy ra chút thành quả, có lẽ áp lực của tâm hạ sẽ vô cùng lớn. Lão Triệu, cậu phải nhanh chóng giải quyết vấn đề vết nứt của vị diện kia đi. Này này này, cậu cũng phải cho tôi chút thời gian chứ. Bộ chỉ huy trung tâm thành phố, lần này thành công đánh chết Ngân Nguyệt Thái Thản là chấn động tốt nhất đối với tộc Thái Thản. Có lẽ bọn nó trong khoảng thời gian ngắn không dám dễ dàng bước vào thành trấn của loài người gây rối nữa đâu. Lại gọi chúng ta đến đây họp, lần này chỉ là vì để biểu dương Torut. Mạc Phàm các hạ, tình hình ở đây tôi đã báo cáo lại cho đại hiền giả Valen rồi, hy vọng chỗ của cậu cũng nỗ lực. Ngoài ra hôm nay còn có một việc muốn nói với mọi người, chúng ta lại khóa định được mấy con nam tinh thái thản khác rồi. Nam tinh thái thản thì không cần phải gọi tôi rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian ở trên người những nhân vật nhỏ này. Mạc Phàm các hạ, nếu như cậu không thể nào đối phó được với Ngân Nguyệt Thái Thản, không ngại giúp chúng tôi xử lý nam tinh thái thản chứ? Cũng xem như là có điểm cống hiến. Cậu, Mạc Phàm, cho dù là cự nhân gì, chúng tôi đều bằng lòng ra tay. Rất tốt, đem tài liệu của nam tinh thái thản cho bọn họ đi. Xem ra cậu lập tức quỳ xuống trên tế đàn của gia tộc tôi rồi. Đương nhiên, nam tinh thái thản cũng không dễ đối phó như vậy. Hy vọng các cậu có thể bình an quay lại đây.